Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì hôm qua Samsung đã chính thức ra mắt chiếc điện thoại Galaxy A80. Chiếc điện thoại cực kỳ độc đáo và chưa có bất kỳ một cái thông tin nào rò rỉ trước đó. Hôm qua thì hơi đáng tiếc là mình lại không có mặt ở sự kiện, bởi vì là mình quá bận với cả đi đến Thái Lan thì cũng xa xôi. Lúc đầu thì mình nghĩ là Samsung năm nay sẽ chỉ ra mắt Galaxy A70 ở Thái Lan thôi. Và nếu mà như vậy thì ở Việt Nam cũng đã có rồi, mình đi nước ngoài thì cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà mình biết Samsung ra mắt con Galaxy A80 ngon như thế này thì chắc chắn là mình sẽ đi. Đấy, rất may là tại buổi sự kiện thì mình có nhờ được anh Đạt ở bên VN Review có quay cho mình ít phôi để mình mang về làm video cho các bạn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc điện thoại Galaxy A80 xem là nó sẽ có những điểm gì nổi bật nhé. Đầu tiên khi chúng ta nhìn vào màn hình của Galaxy A80 thì các bạn có thể thấy là nó có một cái màn hình tràn viền, không có tai thỏ, không có giọt nước. Và tất nhiên với cách làm mới của các hãng điện thoại bây giờ thì nó sẽ có camera thò thụt rồi. Nhưng mà cái điểm mình ấn tượng nhất đối với cả cái cách làm của Samsung đó là cái camera này không những thò thụt mà nó có thể xoay được 360 độ để lấy chính cái camera sau làm cái camera tự sướng. Cái cách làm này thì rất giống với cả cái cách mà Oppo đã làm ở trên chiếc Oppo N1 ngày xưa. Nhưng mà lần này thì Samsung đã làm tốt hơn khá là nhiều. Đối với cả cái camera thò thụt tự động xoay như thế này thì khi mà chúng ta muốn chụp ảnh selfie thì camera sẽ tự động trượt lên, sau đó thì nó sẽ xoay 360 độ về phía mặt trước. Một cái cách làm rất là thông minh. Còn nếu mà chúng ta chụp ảnh bình thường với camera sau thì nó sẽ không thò lên. Có nhiều bạn vẫn lo lắng không biết là cái camera vừa thò thụt vừa xoay như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến độ bền của sản phẩm hay không. Thì câu trả lời là có, nhưng mà sẽ rất ít. Và chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề này đâu, bởi vì là rất nhiều hãng điện thoại bây giờ đã làm cái cơ chế trượt xoay camera như thế này rồi. Và thời gian thì cũng đã chứng minh là nó khá bền, ít nhất là đến thời điểm này. Về thông số camera của Galaxy A80 thì nó sẽ có một cái camera chính có độ phân giải là 48 megapixel, khẩu độ là f2.0. Năm nay thì Samsung đã chính thức bước vào cuộc đua camera 48 megapixel, và mình thấy là camera 48 megapixel được trang bị trên rất nhiều điện thoại tầm trung năm nay, từ Xiaomi cho đến Huawei, Oppo, Vivo đều làm như vậy. Thêm nữa thì A80 nó cũng sẽ có một camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 megapixel, khẩu độ f2.2, tiêu cự 12mm, và nó sẽ có thêm một camera 3D ToF nữa. Thêm một chút nữa đó là camera của Galaxy A80 thì có thể quay video xóa phông. Cái điều này thì rất giống với cả những flagship cao cấp gần đây, ví dụ như là Galaxy S10 5G hay là Huawei Mate 20 Pro. Với camera thò thụt lật xoay như vậy thì Galaxy A80 sẽ có một cái mặt trước tràn viền nhìn khá đẹp mắt. Màn hình của nó sẽ có kích thước là 6,7 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng, nhưng tỷ lệ màn hình rất dị và kéo ra khá dài, tỷ lệ của nó là 20:9, và nó sắp tiệm cận với cả cái tỷ lệ màn hình 21:9, tỷ lệ màn hình điện ảnh của Sony. Màn hình này thì sẽ có cái kích thước là 2400 nhân với cả 1080 pixel cho cái mật độ điện ảnh rơi vào khoảng 393 ppi. Và tấm nền màn hình được trang bị trên Galaxy A80 là tấm nền màn hình cao cấp Super AMOLED. Ngoài các thông số về camera cũng như là màn hình thì chúng ta sẽ có thêm một số những cái thông số khác về cấu hình của sản phẩm này. Ví dụ như là máy sẽ có viên pin với mức dung lượng là 3700 mAh với sạc siêu nhanh. Như mình biết thì cái sạc này sẽ là sạc nhanh 25W. RAM đi kèm theo máy sẽ là 8GB. Máy sẽ có hai phiên bản tùy chọn bộ nhớ trong, sẽ là 128GB hoặc là 256GB. Và bộ nhớ trong này như mình biết sẽ là bộ nhớ trong tốc độ cao UFS, nhưng mà chưa biết là UFS bao nhiêu. Hơi đáng tiếc một chút là A80 sẽ không hỗ trợ thẻ nhớ, nhưng mình nghĩ là với bộ nhớ trong quá cao như này thì chúng ta cũng chẳng cần thêm thẻ nhớ làm cái gì đâu. Con chip được sử dụng trên Galaxy A80 sẽ là con chip Snapdragon 730. Nếu mà mình nhớ không lầm thì Galaxy A80 sẽ là smartphone đầu tiên sử dụng con chip Snapdragon 730, và chip 730 sẽ là con chip mạnh mẽ nhất trong phân khúc tầm trung của Qualcomm. Nó sẽ tốt hơn cả Snapdragon 712 ở trên Mi 9 SE. Và như mình tìm hiểu thì hiệu năng của 730 nó sẽ mạnh hơn khoảng 15% so với cả 712. Và thêm nữa là Galaxy A80 sẽ có cảm biến vân tay ở bên trong màn hình. Đây là cảm biến vân tay quang học chứ không phải là cảm biến vân tay siêu âm. Hy vọng là nó sẽ không chậm như là cảm biến vân tay của Galaxy A50. Và tất nhiên chúng ta cũng không thể quá hy vọng là nó sẽ nhanh được như là cảm biến vân tay của Galaxy S10 Plus, mà nó chỉ cần bằng tốc độ của Mi 9 và Mi 9 SE là ngon rồi. Điểm qua một chút về mặt thiết kế của A80 thì nó sẽ có một khung kim loại rất chắc chắn. Mặt sau thì bằng kính, phía dưới thì chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, khay SIM và loa ngoài. Cạnh trái sẽ có phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn thì được đặt ở bên cạnh phải, và nó sẽ không có phím Bixby. Rất may mắn là nó không có phím Bixby này, bởi vì là mình thấy là cái phím này nó không cần thiết ở Việt Nam. Với cả thứ hai nữa là nó rất hay bị nhầm với phím nguồn.
Và Galaxy A80 thì nó sẽ có 3 tùy chọn màu sắc, đó là màu trắng, màu vàng và màu đen. Như vậy, những cái điểm nổi bật nhất của Galaxy A80 đó là camera thò thụt tự xoay 360 độ. Nó sẽ có một hiệu năng rất tốt với con chip Snapdragon 730 mạnh mẽ, sẽ có màn hình rộng rãi, đẹp mắt, có vân tày bên trong màn hình, có pin đủ trâu, có sạc siêu nhanh và thậm chí có cả công nghệ âm thanh Dolby Atmos giống như ở trên các thiết bị cao cấp của Samsung. Nói chung là tất cả mọi thứ của sản phẩm này đều ổn. Nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm bây giờ đó chính là mức giá của sản phẩm này. Theo các bạn, với rất nhiều những cái điểm mạnh cũng như là rất nhiều những cái công nghệ được trang bị vào trong một sản phẩm tầm trung như này thì Galaxy A80 sẽ có mức giá là bao nhiêu? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Mặc dù hiện tại chưa có thông tin về giá bán của Galaxy A80, nhưng mà ngay từ hôm nay chúng ta đã có thể chơi một cái game đoán giá Galaxy A80 trên website của Cellnet rồi. Tất cả những thông tin thì mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể kích vào trực tiếp website của Cellnet để dự đoán giá nhé. Biết đâu chúng ta lại có những cái phần quà thì sao, đúng không nào? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.